chào anh em bây giờ mình sẽ làm một cái clip ngắn để mà hướng dẫn cho anh em đập đồ trong uh, mu ở đây là mu mobi phiên bản là huyền thoại tạt của bên nhà phát hành tv link thì uh, đầu tiên là khi mà anh em vào trong game ấy anh em sẽ có nhiều cái cách để lấy đồ cái thứ nhất là anh em nhận tại cái khu vực uh, quà tặng alpha test anh em chỉ cần ấn một cái là nó sẽ ra được các cái loại trang bị cho mình cái thứ hai nữa là khi mà mọi người uh, nhận các cái vật phẩm ví dụ như là cửa hàng ăn test, cả ăn test thì mọi người sẽ Ấn vào đây, ví dụ như thế này, mọi người sẽ mua các cái hộp đun này để bước ra và có trang bị, đúng chưa cái này mình không uh, bán được vì là mình đang ở uh... uh, các cái loại bộ uh, đồ này là mình uh, được sử dụng khi mà anh em gọi là nhận test đấy thì hiện tại là mình chưa mang được hiện tại chưa mang được nên là mình sẽ lại nhập cái lệnh nhập nhập cái lệnh nhập lệnh đấy thì để làm nhiệm vụ nhanh nhập lệnh làm nhiệm vụ nhanh sau nhiệm vụ thứ ba nhanh thì mình có thể mang được những cái trang bị như thế đây mọi người ấn nhập lệnh này thì nhập uh, Evo này cái chéo Evo hai lần nhá một lần là để mà lên uh, thiết binh một lần là để làm xong nhiệm vụ ba này Evo tiếp này Đấy. thì sau khi làm xong thì anh em uh, sẽ mang được cánh mang được cả uh, Win ba mang được các trang bị dành uh, cho kỵ sĩ này à, mang được các trang bị này à, hiện tại là mình chưa đủ điểm uh, này anh em tăng lên ví dụ như là mỗi thứ 500 để cho đủ mặt tối đã rồi xem nào ờ, sức mạnh 358 và mình sẽ tăng nhiều nhiều vào sức mạnh tí rồi Đấy, sau khi anh em mang được xong trang bị thì đây là hiện tại là trang bị này của mình là nó chưa chưa được đập đồ và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em việc đập đồ sẽ đập từ dễ đến khó nhưng mà ví dụ như hiện tại đây là mình sẽ đập vào cái quần này nhá thì đầu tiên là anh em nếu mà muốn anh em có thể là mua ngay cửa hàng Anh và test này nó sẽ có một cái viên nó gọi là viên ngọc và level đây ngọc là ngọc level thì khi mà anh em mua ngọc level này anh em chỉ cần kéo vào đây viên cái này này đang là đồ cộng không em giữ đây nhấp vào một cái thì Ui là mở khóa tiên là phải mở khóa lên đấy thì anh em nhấp giữ đây và thả vào trong cái món đồ thì cái món đồ này sẽ được cộng lên 15 luôn đây là cái cách mà hiện tại tại server test thì anh em có thể là đập lên đồng 15 rất là dễ thì um, tiếp theo là nếu như mà vào open anh em không có được cái không có được cái cái gì nhỉ cái, cái cái viên cộng 15 thì mình sẽ đập như thế nào thì anh em ra cái cửa hàng phát test này này hiện tại thì nó tại đây còn nếu không là anh em sẽ vào trong bên trong cái con con trong cái ba của bên uh, Loren em sẽ mua thứ nhất là mua cái viên này viên này là viên ngọc ước ừ nguyệt Ngọc ước nguyện này dùng để mà anh em mua à để anh em đập lên từ 1 đến 6, còn cái ngọc tâm linh này là đập đập từ 7 8 9. Còn bắt đầu từ 9 lên 10 11 12 15 thì nó sẽ yêu cầu những cái viên này và yêu cầu khá nhiều thứ thì mình sẽ đập dần lên nhá. Thì hiện tại đây là người ta có bán. Và anh em sau này nếu mà vào open anh em sẽ phải đi trên để mà nhặt. Thì mua một lần 30 luôn này, thì anh em mà ấn gửi vào. Ấn gửi vào. Đấy, và lấy ra khi mà mình lấy ra nhá. Bây giờ tôi sẽ đập cái áo này thì tôi lấy ra đây ví dụ như này anh em lấy ra những cái viên như thế này. Ngọc ước Nguyên này là đập từ 1 đến từ 1 đến 6 này. Từ 1 đến 6 này. Còn cái này nó là ngọc tâm linh, ngọc tâm linh này là mình đập từ 7 8 9. Đấy, và thêm mấy viên ngọc Vượng Nguyên này để mà mình đi đập để mình đập lên bắt đầu từ 9 đến 10. Thì anh em muốn đập từ 1 đến 1 đến 6 thì anh em, đây là ngọc ứng nguyện nhá anh em ấn giữ nhấp vào, ấn giữ nhấp vào, ấn giữ nhấp vào, đấy, thì hiện tại nó lên được 4 rồi, nhấp vào, đây, hiện tại lên được 6 thì mình lại chuyển sang cái viên ngọc uh, tâm, ngọc này, cái này là ngọc uh, tâm linh, ngọc tâm linh nhấp giữ này, nhấp vào, nó lên 7 rồi này, nhấp tiếp này, hiện tại lên 8 này, đấy, và lên 9, rất là dễ, đúng không, uh, may mắn thì nó lên, còn nếu không thì nó sẽ xịt đấy, thì bây giờ mình sẽ có món vũ khí món đồ là cộng 9 rồi thì bây giờ muốn cộng 10 cộng 10 thì nó sẽ không kéo đập như thế nữa mà cái thứ nhất là anh em sẽ cầy những cái viên ngọc trao để mà cái này nó nó giúp cho mình trong cái việc là đập nó không bị xị không bị mất đồ nếu mà xịt nếu mà xịt sẽ không bị mất đồ nhé Còn nếu mà anh em đập mà một cách cho vu vơ thì nó sẽ mất đồ ví dụ như này tôi sẽ đập mà thêm một cái món ví dụ như là cái giày đi ra nhé. tôi sẽ đập vào, cho cái này lên này Đấy, lên bốn này sau đó vào cái ngọc tâm linh này lên à... À, xin lỗi anh em là phải lên 6 cơ rồi mình đập lên 7 luôn rồi nó xịt này rồi ok mình đập tiếp này một này đây là mình sẽ đập cho nó lên 6 trước nhá 6 rồi này 7 này 8 không nó xịt này đấy đây là có tỷ lệ xịt đấy nhá có tỷ lệ xịt đấy 5 rồi này tiếp tục đập vào này 6 này 7 này 8 này 9 này đấy đây là mình sẽ có hai món và bây giờ mình bắt đầu đập từ 9 lên 10 thì anh em sẽ di chuyển sang Noria. Noria và gặp cái thằng goblin. Um, đây mình sẽ di chuyển vào cái con yêu tinh goblin. Tại yêu tinh goblin thì anh em sẽ kết hợp bình thường. Đầu tiên là mọi người sẽ vứt món đồ cộng 9 của mình vào. Đấy, tiếp theo là anh em nhìn đây này, nó yêu cầu nhá là uh, ngọc đô hoàng ạ, à, vật phẩm cộng 9 một cái này, ngọc hỗn nguyên một cái này, ngọc hỗn nguyên một cái, ngọc ước nguyện một, một, một cái, ngọc tâm linh một cái. Đấy, thì nâng cấp thì thành công nó sẽ đây nó sẽ ghi là từ 10 đến 15 đúng không? Tức là từ 9 lên 10, 10, 10 lên 11. Số lượng nó sẽ thay đổi. Và mình sẽ cho thêm một cái viên tra vào để mà thay vì nó bị mất vật phẩm đi thì mình sẽ giữ lại vật phẩm và mình ấn kết hợp. Nó yêu cầu mình sắp xếp lại hành trang để cho nó ra cái món đồ. Rồi, kết hợp nào. Lên 10. Ok vậy là mình đã đập thành công lên 10. Thì nếu như mà anh em đập là thành công lên 10 rồi. Rất là dễ. Thì mọi người muốn đập lên 11 thì mọi người lại tiếp tục đặt vào, chưa? Sẽ tiếp tục đặt vào. Khi đặt vào đây anh em sẽ nhìn thấy yêu cầu của nó là Ngọc cũng nguyên một cái này. À, Ngọc ước nguyện hai cái này. À, Ngọc ước nguyện hai cái này. À, Ngọc à, Tâm Linh hai cái này. Khi mà lên từ 1 à, từ 9 lên 10 thì một cái Xong rồi là 10 đến 11 sẽ là hai cái xong rồi nó sẽ tăng dần theo cấp đập đồ và anh em cứ nhìn cái số lượng nó yêu cầu thì mà anh em đập. Đấy thì khi mà mình cho cái viên kia vào tỷ lệ thành công nó chỉ được 30% thôi. Và có viên ngọc trao thì nó sẽ không mất đồ, đập vậy là mình đã đập xịt nhá, đã đập xịt không thành công. Đấy nó có tỷ lệ thôi. Còn nếu như mà mình đập không bùa thì nó sẽ như nào? À không không bùa trao nó sẽ như nào? Đây mình sẽ cho viên này vào nhá cho viên này vào đấy thì mình đập kết hợp luôn sắp xếp lại thùng đồ ok này rồi kết hợp này đây là may mắn thì nó lên còn nếu như mà không may mắn thì nó sẽ xịt bây giờ mình sẽ làm mất đồ luôn đấy mình sẽ lấy ra mà mình đập tiếp nhá xem liệu là nó có khả năng không nếu như mà mình đập mà xịt tiếp đập 10 lên 11 thì nó có xịt tiếp không nhá mỗi loại hai viên này từ 10 lên 11 sẽ là mỗi loại hai viên và cái này là một viên này rồi mình sẽ đập như thế này nên 11 vậy là vẫn thành công vậy là vẫn thành công rất may mắn tiếp tục kết hợp bình thường mình muốn đập lên 12 sẽ cần số lượng này thêm ra yeah, sẽ cần số lượng này thêm tiếp tục này 11 rồi này bây giờ đập 12 liệu rằng có khả năng may mắn được như thế nữa không Ngọc ước nguyện ba cái nhá mình sẽ cần ba cái Ngọc hỗn Nguyên một cái này và Ngọc Tâm Linh ba cái. Bây giờ mình vẫn tiếp tục là đập bằng không không có bùa trao nhá. Kết hợp. Vẫn thành công, vẫn thành công rất may mắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi vẫn thành công à, mặc dù không bùa trao. Không bùa trao. Rồi tiếp tục lên à, Đây là 12 rồi. Bây giờ mình cần lên 13 thì nó sẽ yêu cầu là 4 viên. Đây em nhìn nó sẽ yêu cầu 4 viên. và một viên ngọc hỗn nguyên. Tôi làm luôn, lên 13 vậy là đã mất đúng không? 13 lên bộ à 12 lên 13 là đã mất rồi. Vậy là mình đã mất xong cái vật phẩm như thế. Đấy là cái cách ép đồ đập đồ từ uh, 1 2 3 4 5 6 đến tận 15. Thì bắt đầu từ 9 lên 10 và 9 lên 15 thì nó sẽ đập tại thằng goblin như thế này. Đây là cái cách đập đồ cho anh em nhá. Yeah.